Hộp Samut 1600G bản 2024 trả hàng cho bác khách ở trên Hà Giang nhá. Đấy thì anh em cùng xem video đón chờ xem bản 2024 có gì thay đổi không nhá. Chào anh em nhá, thì hôm nay tiếp tục trả hàng cho anh Hợp ở trên Hà Giang một con Samut 1600G bản 2024 mới nhất. Thì anh có yêu cầu bên em là nâng cấp lại toàn bộ mạch miếc của máy nhá. Đấy, để về anh đánh cho nó bền nhất có thể. Thì đường mạch em cũng gia cố nó dày hơn. Đấy anh em nhìn nhá. Đấy, đi dây đồng các thứ vào chân mạch đầy đủ cho anh em rồi. Thì bản Samut 1600G này chuyên đánh thuyền tầm trung nha anh em nhé. Đây, mình sẽ cho anh em xem nội thất máy. Đó, đây là nội thất máy nhá. Thì máy nó sẽ chạy tổng cộng là hai tụ băm này, hai tụ băm 3,3 UF này, đấy hai cảm này, hai cuộn cảm này, một biến áp này và ba tụ đầu ra, tụ phóng đầu ra nhá. Thì con này nó sẽ khiển băm bằng SCR này. Đấy và có MCU nhá. Đấy, lập trình bằng MCU thì nó có rất nhiều những chức năng thông minh và máy có tất cả là 3 chế độ đánh. Đấy, anh em có thể đánh vợt này, đấy, đánh tôm, đánh tép, tất cả các loại luôn. Đi thuyền tầm trung thì dòng này nó sẽ ăn ít điện và chuyên về cá trắng anh em nhá. Thì nếu mà đánh rô phi thì nó vẫn đánh được nhưng mà không phải là siêu mạnh. Nó chủ yếu thiên về cá trắng thôi anh em ạ. Thì giờ xin phép anh em là em sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng và chỉnh tần số của dòng Samut 1600G bản 2024 nhá. Chào anh em nhá. Thì đây là con 1600G của khách sau khi em đã vào vỏ xong. Thì em hướng dẫn các bác sử dụng cái dòng máy này nhá. Thì đằng trước là hai đầu da vật, đỏ da vật hớt cá, đen da vật mát này. Còn đây là chỉnh tần số này, chỉnh băm sung này. Và đây là ba chế độ đánh của máy nhá. Đấy, 102. Thì đằng sau có cò bóp này và hai cò làm mát. Thì anh em đấu hai cò bên dưới. Còn cò đen này với cò bên trên là cò đánh mắc công suất, nó sẽ không theo cái màn hình mình chỉnh. Anh em chú ý đấu hai cò bên dưới nhá. Đấy. Thì cái máy này nó có 3 chế độ đánh, thì có cả chế độ đánh tôm, kéo cáp, cá da trơn, đánh chọc vợt. Thì đánh chọc vợt thì anh em để cho em chế độ số 0 này nhá. Đây. Đấy, số 0 nhá, em thử nhá. Đây, đấu lại cái cò, nó bị lỏng cái cò. Chập chờn chập chờn. Đây. Đấy, quay nhá. Đấy, tải 3000W này anh em nhìn thấy không? Đấy. Rất khỏe nhá. Đấy. Máy đánh thuyền tầm trung nhưng mà nó tải công suất rất là lớn. Và có một điều lưu ý là cái máy này ấy, anh em nào mà yêu cầu đắp mạch là mình sẽ phải rạch một đường ở đây. Thì để ý là cái tem này nó sẽ bị rách một đường ở đây nhá. Đấy, thì anh em nào yêu cầu đắp mạch thì nó sẽ phải rách cái tem đấy. Có lẽ vẻ hỏi là sao lại rách cái tem này, phải rạch cái tem này ra thì em mới đắp mạch được nhá anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý giúp em. Còn bác nào mà không muốn đắp mạch thì cứ bảo em giữ nguyên cái tem này. Đấy, giữ nguyên nhá. Ok. Đây, thì em chỉnh tần số nhá. Mắc tần số ở chế độ số 0 đánh vợt này là 110, chuyên về đánh cá trắng này. Đấy. Các bác băm càng nhanh, băm nhanh thì nó càng khỏe nhá. Đấy, băm cho tầm khoảng 20 thì càng khỏe. Con này đánh cá trắng thì chỉnh cho em tầm khoảng 88, băm tầm khoảng 30 nhá. Đấy. Chuyên về cá trắng này. Đấy. 88 hoặc 90 nhá, tùy vùng nước. Nếu mà con cá nó chết lịm thì các bác giảm cái tần số đầu tiên này xuống. Đấy, băm cho tầm 28 đến 30 nhá. Đấy, các bác nghe tiếng máy nhá. Còn bác nào mà muốn đánh khỏe hơn thì băm nhanh, thì đánh rô phi thì cho băm 15 hoặc 20 nhá. Đấy. Mắc là 110 này. Đấy, bác nào mà muốn đánh nhẹ điện thì đánh tầm khoảng 65 thì băm nhanh một chút thì nó giật khỏe. Đấy. Em tải 3000W mà nó sáng quắc nhá. Đấy. Đấy, ok. Em đổi chế độ này. Chế độ này thì em mắc tần số của nó là được 130 nhá. Đấy. Kéo cáp ra trơn nhá. Đấy, hoặc là kéo cá ra trơn như chạch. Ra trơn cá chốt, cá tra nhá. Đấy. Thì con 1600G này thì anh em đánh kéo cáp, cáp nhỏ thôi, không đi được cáp to. Đấy. Chuyển sang chế độ 2 này. Đấy. Chế độ 2 là đánh tép, đánh tôm. Đấy. Đánh tép, đánh tôm nhá. Đánh tép, đánh tôm anh em làm vào đánh càng, đánh te thì sử dụng chế độ số 2 nhá. Đấy. Về chế độ số 0 này. Đấy. Bác nào mà muốn băm nhanh thì vặn về nhỏ này, băm chậm thì vặn lên cao này. Đấy. Ok các bác. Đấy thì nó là tổng quan như thế.
hướng dẫn cho các bác cách sử dụng như thế nhá. Đấy, đây là màu của máy. Đây, tháo hết ra cho các bác xem nhé. Đấy, tháo hết gọn gàng. Ok, thì kẹp bình của nó đây, quay các bác xem nhá. Đấy, kẹp của nó đây, kẹp to nhá. Thì con này đánh thuyền tầm trung thì đánh cá trắng rất là ok và ngon nhé. Không lo kén nước, nước đục, nước trong đều phang tốt. Bình 150 chắc đi được tầm khoảng 4 đến 5 tiếng tùy chất lượng bình nhé. Ok, cảm ơn các bác đã xem video.